nhận biết các triệu chứng của COVID-19. Triệu chứng điển hình là sốt, ho, đau họng, mất vị giác hoặc khứu giác, đau cơ, đau đầu. Triệu chứng nặng, khó thở, không thể ra khỏi giường hay tự chăm sóc bản thân, đau ngực, hoa mắt, chóng mặt, lờ đờ. Nếu có triệu chứng nặng, gọi ngay nhân viên y tế để được hỗ trợ. Tự chăm sóc bản thân, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, bổ sung vitamin, khoáng chất. Dùng paracetamol khi bị sốt, đau đầu, có thể chườm mắt, lau người bằng nước ấm để hạ sốt. Theo dõi nồng độ oxy theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bảo vệ những người sống cùng, luôn giữ khoảng cách với người khác ở trong phòng riêng, nếu có thể thông thoáng khí. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc, sử dụng riêng đồ dùng để ăn uống sinh hoạt, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay khô, sử dụng các thùng rác riêng có nắp đậy. Nếu được khuyên dùng máy đo nồng độ oxy, tư vấn cách dùng với nhân viên y tế. Kiểm tra nồng độ oxy 3 lần một ngày theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Nếu nồng độ oxy bằng hoặc ít hơn 94%, tìm kiếm chăm sóc y tế, dùng thuốc theo chỉ định, thay đổi tư thế nằm 2 tiếng một lần. Thông điệp 5K, khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên, ở nơi đông người, đeo khẩu trang y tế ở các cơ sở y tế, các khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh. Thực hiện tốt thông điệp 5K và tiêm vaccine, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.